Tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ được tổ chức vào ngày 19 tháng 8, hàng nghìn người đã đứng dậy, vỗ tay và reo hò khi Joe Biden phát biểu kết thúc sự nghiệp chính trị của mình. Điều này thể hiện sự công nhận, tri ân của cử tri Đảng Dân Chủ đối với sự nghiệp và những thành tựu chính trị của Biden. Trước đó vào ngày 22 tháng 7, ông Biden cũng đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng vào cuối năm 2024 và đề cử Kamala Harris thay mình tranh cử. Hành động rút lui này của ông Biden được nhiều người đồn đoán rằng có thể là do màn thể hiện kém cỏi trước đó khi tranh luận với đối thủ Donald Trump. Cũng có các ý kiến khác cho rằng khả năng đắc cử của Biden là rất thấp nên buộc ông phải bị thay thế. Một số khác lại cho rằng do vấn đề tuổi tác nên đây có lẽ là thời điểm hợp lý nhất để ông rút lui khỏi chiến trường chính trị khốc liệt và nhường chỗ cho những làn gió mới, trẻ tuổi và nhiều năng lượng. Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy không? Hãy cùng cây bút Victor Phạm tại Spider Room cùng bàn luận về những di sản chính trị nổi bật nhất của Joe Biden và đi tìm lý do thật sự khiến cho ông từ bỏ cuộc đua tổng thống vào cuối năm 2024 này. Ngoài ra, tác giả cũng xin lưu ý với bạn đọc và khán thính giả rằng bài viết này được trình bày dưới góc nhìn trung lập nhất về sự kiện chính trị này. Hãy cùng bắt đầu các nội dung chính ngay sau đây. Không giống như Trump, việc Biden trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ năm 2020 là kết quả của sự thỏa hiệp từ nhiều phe phái khác nhau trong Đảng Dân Chủ. Những người đóng góp lớn nhất đằng sau ông là vợ chồng Clinton, Obama và Pelosi. Clinton giỏi giao thiệp với các tập đoàn trong ngành công nghệ và tài chính, có khả năng huy động quỹ và vận động tranh cử. Obama nắm chắc 40 triệu lá phiếu của người da đen, giúp Biden đảo ngược được tình thế trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ. Pelosi là người hoạt động ở trong Hạ viện hàng chục năm, có rất nhiều nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã được bà dìu dắt, có thể nói là môn sinh cố cựu khắp nơi ở trong và ngoài Đảng Dân Chủ. Sau khi Biden đắc cử Tổng thống, các phe phái trong Đảng Dân Chủ bắt đầu chia sẻ quyền lực và cố gắng đặt người của mình vào các nội các của Biden. Trong các vị trí quan trọng nhất, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen là người quản lý tài chính của Clinton. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan là trợ lý cốt cán của Hillary Clinton. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland là những người do Obama chỉ định. Biden có rất ít quyền quyết định trong vấn đề nhân sự, chỉ có Ngoại trưởng Antony Blinken mới là người thực sự thân tín của ông. Đây cũng là lý do Blinken nhận được sự đón tiếp đặc biệt khi thăm các nước, không chỉ vì chức danh ngoại trưởng mà ông còn là thân tín của Biden, tương đương với đặc phái viên của Tổng thống. Khác với Biden và những người khác, Pelosi thuộc hệ thống quốc hội. Sau khi bà rời nhiệm sở, bà đã để lại đệ tử của mình, Hakeem Jeffries lên làm lãnh đạo phe Dân Chủ ở trong Hạ viện để làm bù nhìn. Còn bà thì ẩn mình ở phía sau để điều khiển các nghị sự, chỉ đạo các nghị sĩ bỏ phiếu. Thực tế, Đảng Dân Chủ giống như là một chế độ quyền lực tập trung, nơi mà Clinton, Obama và Pelosi vẫn tham gia vào việc quyết định, ngay cả sau khi họ đã rời nhiệm sở, tạo ra hiệu ứng nghe ngóng từ sáu bức rèm. Trong nội các của Biden, lực lượng của Clinton, Obama và Biden được phân bổ gần như đồng đều 1-1-1. Các phe phái khác chỉ nhận được những vị trí ít quan trọng hơn. Đây cũng chính là lý do vì sao chính sách của Nhà Trắng đôi khi lại mâu thuẫn với nhau vì được các phe phái khác nhau xây dựng. Là chuyên gia về ngoại giao được Quốc hội Mỹ công nhận, khi mới nhậm chức, Biden mong muốn kiểm soát toàn bộ về các vấn đề ngoại giao. Nhưng do Hillary Clinton cũng muốn đóng vai trò trong lĩnh vực này, để thỏa hiệp, Biden đã giao cho Jake Sullivan phụ trách các vấn đề liên quan đến Trung Đông. Jake Sullivan được biết đến với biệt danh là cậu bé vàng của ngoại giao, rất được Hillary Clinton tin tưởng và từng tham gia vào việc xây dựng thỏa thuận hạt nhân Iran và chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương. Sau khi Biden đắc cử, dưới sự thúc đẩy của Sullivan, Mỹ và Iran đã nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran. Sau vài tháng đàm phán căng thẳng, hai bên đã đạt được sự đồng thuận ban đầu và gần như là đã ký kết thỏa thuận. Tuy nhiên, Israel không hài lòng với mối quan hệ gần gũi giữa Mỹ và Iran nên đã gây ra xung đột Israel-Palestine, dẫn đến việc đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran bị phá vỡ. Hình ảnh ngoại giao của Sullivan đã bị tổn hại và Biden nhân cơ hội này đã lấy lại quyền kiểm soát chính sách Trung Đông. Tất nhiên, Biden không thể bỏ rơi Sullivan bởi vì ông còn phải giữ thể diện cho vợ chồng Clinton. Quan trọng hơn, cả Biden và Sullivan đều là người gốc Ireland và Biden rất đánh giá cao tài năng của Sullivan.
sau khi đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran đổ vỡ, Nhà Trắng đã hình thành bộ ba trong lĩnh vực ngoại giao. Sullivan phụ trách nghiên cứu và đề xuất, Blinken chịu trách nhiệm thực thi và cụ thể, và Biden sẽ đảm nhận việc ra quyết định cuối cùng. Bộ ba này hoạt động rất hiệu quả. Sullivan giỏi kết hợp dữ liệu và quy luật lịch sử để lập nên những kế hoạch. Văn phòng của ông dán đầy các biểu đồ dùng để tính toán. Biden sử dụng kinh nghiệm phong phú của mình để chỉnh sửa các đề xuất của Sullivan, người do còn trẻ nên có thể mắc một số lỗi sai sót. Còn Blinken, người đã theo Biden đến 20 năm, có thể hiểu và truyền đạt chính xác ý của Biden đến các bộ phận. Sau một loạt các đánh giá, Biden quyết định tiếp tục chính sách Trung Đông từ thời Trump, một mặt thúc đẩy việc rút quân khỏi Afghanistan, mặt khác dựa trên thỏa thuận Abraham thúc đẩy việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ả Rập Saudi và Israel nhằm tạo ra liên minh chiến lược Trung Đông đối phó với cả Iran. Về vấn đề Trung Đông, Trump và Biden có các quan điểm khác nhau. Trump cho rằng chính phủ Iran không thể kiểm soát được hành động của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, chính sách ngoại giao của họ không ổn định. Trong khi đó, Biden tin rằng về lâu dài, Israel sẽ là một tài sản tiêu cực của Mỹ và Mỹ nên điều chỉnh lập trường thân Israel thông qua việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước để duy trì quan hệ với các quốc gia Sunni nhằm đạt được những chiến lược rút lui khỏi Trung Đông. Kể từ thế kỷ thứ 21, Mỹ liên tục gặp khó khăn ở Trung Đông. Hai cuộc chiến của George Bush và thỏa thuận hạt nhân Iran của Obama đều thất bại. Trump và Biden cũng không thành công trong việc thúc đẩy việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và Ả Rập Saudi. Mỹ muốn rút lui khỏi Trung Đông nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Về chính sách đối với Trung Quốc, Biden một mặt giữ lại các mức thuế đã áp đặt từ thời Trump để thu hút cử tri tại các bang công nghiệp Rust Belt. Mặt khác, trên cơ sở thắt chặt phong tỏa công nghệ đối với cả Trung Quốc, ông xây dựng hàng rào bảo vệ cho quan hệ Mỹ-Trung nhằm giữ cho quan hệ giữa hai nước ở trạng thái cạnh tranh và tránh dẫn đến chiến tranh nóng. Về hiệu quả cụ thể, chính sách của Biden đối với Trung Quốc hiệu quả hơn hẳn chính sách của Trump. Vừa kiềm chế được sự nâng cấp công nghiệp của Trung Quốc, vừa giảm tác động của việc tách rời hoàn toàn đối với lạm phát của Mỹ và đạt được hiệu quả tối ưu với cả chi phí tối thiểu. Thành công thực sự của Biden là việc khơi mào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, khiến cho lục địa Á-Âu rơi vào tình trạng chia rẽ. Khi còn là phó tổng thống, Biden đã bắt đầu lên kế hoạch cho chính sách này, thường xuyên đi thăm Kiev và xây dựng một mạng lưới tình báo rộng lớn ở Ukraine và Nga. Sau khi Biden trở thành tổng thống, bằng cách áp dụng các biện pháp áp lực tối đa, ông đã buộc Nga phải hành động, làm suy yếu lực lượng thỏa hiệp của châu Âu và thành công trong việc tách Nga ra khỏi EU về năng lượng. Không chỉ vậy, Biden còn kéo dài cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine bằng cách gắn kết Trung Quốc và Nga để châu Âu hợp tác với Mỹ trong việc phong tỏa công nghệ đối với Trung Quốc. Ở mức độ lớn, Biden là tổng thống Mỹ sau Thế chiến thứ hai hiểu biết về ngoại giao nhất. Ông có 50 năm kinh nghiệm ngoại giao, trực tiếp tham gia thiết kế và lập kế hoạch cho chiến tranh lạnh, có mạng lưới quan hệ ngoại giao toàn cầu và quen biết hầu hết các chính trị gia nước ngoài. Biden rất giỏi bẫy đối thủ phạm sai lầm và suýt nữa đã hạ gục được Putin bằng cách này. Ngược lại, phe tiến bộ cánh tả của Đảng Dân Chủ phần lớn lớn lên trong môi trường êm ấm, chưa trải qua sự khắc nghiệt của chiến tranh lạnh và có những ảo tưởng không thực tế về thế giới. Về lâu dài, tốc độ chuyển đổi các bang phía Nam của Mỹ sang màu xanh dương ủng hộ Đảng Dân Chủ có thể nhanh hơn tốc độ chuyển đổi các bang công nghiệp phía Bắc Rust Belt sang màu đỏ ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Cơ sở cử tri của Đảng Cộng Hòa sẽ dần thu hẹp và phe tiến bộ của Đảng Dân Chủ sẽ có nhiều cơ hội lãnh đạo hơn. Mặt khác, trong 20 năm đầu của thế kỷ 21, ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới giảm sút phần lớn là do hành động của ba tổng thống làm hỏng việc trước đó. Chính sách Trung Đông tồi tệ của George Bush đã mang lại thảm họa cho Mỹ. Để tranh thủ phiếu bầu, Bush đã khởi động hai cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq, không chỉ làm cho Mỹ nợ nần chồng chất mà còn tạo cơ hội chiến lược cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Hai cuộc chiến này đã tiêu tốn 3.000 tỷ đô, đủ để chi cho 10 cuộc chiến Nga-Ukraine. Việc Bush để cho phát triển tài chính phái sinh không được kiểm soát đã làm gia tăng đáng kể tỷ lệ đòn bẩy của cư dân Mỹ, gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Khi Obama lên nắm quyền, mặc dù đã giúp kinh tế phục hồi thông qua các chính sách cứu trợ, nhưng khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ cũng vì thế mà gia tăng. Điều này dẫn đến phong trào Tea Party và mở đường cho Trump lên nắm quyền. Để tranh thủ phiếu bầu trong thời gian cầm quyền, Obama đã thúc đẩy mạnh mẽ chính sách bản sắc, khiến cho các nhóm cư dân như là người da đen, LGBT trở thành biểu tượng chính trị đúng đắn.
xã hội Mỹ bị chia rẽ, chính trị bản sắc của Obama là nguyên nhân và việc Trump lên nắm quyền là hệ quả. Trong lĩnh vực ngoại giao, thành tích của Obama là rất nghèo nàn. Mùa xuân Ả Rập do Hillary thúc đẩy không những không lật đổ được chính quyền Assad ở Syria mà còn làm sụp đổ các chế độ thân Mỹ như là Mubarak. Trong cuộc khủng hoảng Crimea năm 2014 nổ ra, Obama đã từ chối đề xuất can thiệp của Biden, bỏ lỡ cơ hội khiến lục địa Á Âu chia rẽ sớm hơn. Khi Trump lên nắm quyền, ông đã lật ngược hầu hết các chính sách của Obama và suýt nữa đã xóa bỏ Obamacare. So với người tiền nhiệm, Trump cũng đã có những hành động đáng chú ý. Ông quyết liệt khởi động cuộc chiến thương mại, đảo ngược chính sách tiếp cận Trung Quốc kéo dài hàng chục năm của Mỹ kể từ thời Nixon, làm cho việc chống Trung Quốc trở thành sự đồng thuận của cả hai đảng. Giảm thuế kích thích tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng làm tăng thâm hụt ngân sách. Chủ nghĩa biệt lập làm tăng doanh thu thuế của Mỹ, nhưng lại tạo ra rạn nứt với đồng minh. Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran giúp cải thiện quan hệ với cả Ả Rập Saudi, nhưng đi ngược lại với chính sách rút bỏ khỏi Trung Đông của Mỹ. Hỗ trợ các doanh nghiệp dầu đá phiến, đảm bảo an ninh năng lượng của Mỹ, nhưng cũng khiến cho Mỹ suýt bỏ lỡ cơ hội cách mạng năng lượng mới. Nếu Bush là kẻ bất tài, Obama là người không nổi bật, thì Trump là người gây nhiều tranh cãi, thành tựu của ông có lẽ phải mất vài chục năm mới có thể đánh giá được khách quan. Khi Biden lên nắm quyền, ông đóng vai trò như là người thợ sửa chữa, giải quyết những hậu quả từ thời Trump. Điều đầu tiên ông làm là khôi phục quan hệ Mỹ và EU, phá vỡ các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-EU. Để kiềm chế được Trung Quốc, Biden đã thiết kế chiến lược phong tỏa công nghệ tinh vi, khơi mào cuộc chiến Nga-Ukraine, tái kích hoạt hệ thống đồng minh của Mỹ, thu hút châu Âu và Hàn Nhật cùng hợp tác phong tỏa Trung Quốc về công nghệ. Trong lĩnh vực bán dẫn, có hai chuỗi cung ứng của Mỹ và chuỗi cung ứng ngoài Mỹ. Chuỗi cung ứng của Mỹ chiếm 25%, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thiết kế. Chuỗi cung ứng ngoài Mỹ chiếm 75%, chủ yếu ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, tập trung vào sản xuất và đóng gói. Thời kỳ Trump, ông cũng đã cố gắng phong tỏa công nghệ đối với Trung Quốc, hạn chế cung cấp chip cho Huawei và ZTE. Nhưng hiệu quả vẫn rất kém, vì khi đó Trung Quốc có quan hệ tốt với châu Âu, Nhật và Hàn, vẫn có thể tiếp tục nhập khẩu máy in thạch bản và nguyên liệu thượng nguồn. Mỹ có lợi thế trong lĩnh vực thiết kế, mà đây lại là thế mạnh của Trung Quốc. Vì vậy, chính sách cắt cổ của Trump đã không đạt được kết quả như là mong đợi, ngược lại còn thúc đẩy Trung Quốc đi theo con đường tự chủ trong lĩnh vực bán dẫn. Nhưng Biden thông qua các biện pháp đối đầu địa chính trị đã tăng cường mức độ phụ thuộc của các đồng minh vào Mỹ, khiến cho Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc phải thắt chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ đối với Trung Quốc. Không chỉ vậy, Biden còn thiết kế chiến lược sân nhỏ tường cao, lập các trạm giám sát luồng công nghệ, phong tỏa nghiêm ngặt Trung Quốc trong các lĩnh vực then chốt như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, làm chậm tiến độ nâng cấp công nghiệp của Trung Quốc. Khác với Trump, Biden phản đối thuế quan toàn diện vì điều này sẽ làm tăng lạm phát ở Mỹ và gây hại cho người tiêu dùng Mỹ. Biden tập trung đánh vào 3 sản phẩm xuất khẩu mới của Trung Quốc là xe điện, năng lượng mặt trời và pin lithium. Hợp tác với các đồng minh để áp thuế đối với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao của Trung Quốc. 50% sản phẩm năng lượng mới của Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu. Nếu châu Âu theo Mỹ áp thuế đối với 3 sản phẩm này, Trung Quốc sẽ mất đi một nửa thị trường xuất khẩu. Về kinh tế, chính sách tài khóa và tiền tệ rộng rãi thời kỳ Trump đã đặt nền móng cho lạm phát ở Mỹ và Biden trở thành người phải chịu trách nhiệm. Nhiều người tin rằng kinh tế Mỹ đã gặp cú sốc lớn. Biden không giỏi quản lý kinh tế, nhưng ông có một ưu điểm là biết lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Trump thích kiểm soát mọi thứ và can thiệp vào quyết định kinh tế của Mỹ. Biden thì hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ kinh tế của mình và đề cử Powell, một đảng viên Cộng hòa, tiếp tục làm chủ tịch Fed và cho phép ông ta thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ. Thực tế đã chứng minh, Nhà Trắng có một đội ngũ kỹ thuật viên xuất sắc. Trong bối cảnh Tổng thống trao quyền, họ đã thành công tránh được việc kinh tế Mỹ hạ cánh cứng. Khi lạm phát giảm, tỷ lệ thất nghiệp không tăng mạnh, với cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, thị trường chứng khoán Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục bất chấp áp lực tăng lãi suất. Đây thực sự là một khác biệt lớn giữa Trump và Biden. Biden chỉ phát huy vai trò trong lĩnh vực ngoại giao mà ông thành thạo, còn các công việc khác thì giao cho các quan chức kỹ thuật bên dưới xử lý. Ông ít khi can thiệp vào các chi tiết cụ thể, chỉ quan tâm đến kết quả thực hiện. Trump thì ngược lại, ông ta nghĩ rằng mình hiểu biết về mọi thứ và can thiệp vào tất cả các công việc, buộc thuộc hạ phải làm theo ý mình,
và những ai không tuân thì sẽ bị sa thải ngay lập tức. Mặc dù khả năng ngoại giao của Biden được công nhận, nhưng cử tri Mỹ lại quan tâm hơn đến các vấn đề nội bộ, ít quan tâm đến thành tựu ngoại giao. Tuy nhiên, chính sách ngoại giao của Biden mặc dù có lợi ích lâu dài rõ rệt, nhưng lại có chi phí ngắn hạn rất cao, sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên từ lòng dân. Ông hoàn toàn có thể học theo Obama, để mặc mọi thứ, không làm gì cả, để đối thủ trỗi dậy. Nếu không có cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, lạm phát ở Mỹ năm 2022 sẽ không đạt gần hai con số, và năm 2023 sẽ không xảy ra xung đột Israel-Palestine. Biden sẽ không bị mất lòng lực lượng thân Do Thái ở Mỹ. Khi đó, ông có thể đóng vai trò là người tốt, đạt được tỷ lệ ủng hộ cao và dễ dàng tái đắc cử. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa chính trị gia và nhà lãnh đạo. Chính trị gia có thể hy sinh các lợi ích quốc gia vì lợi ích cá nhân, còn nhà lãnh đạo thì sẵn sàng hy sinh cả sự nghiệp cá nhân vì lợi ích lâu dài của quốc gia. Trong lịch sử đã từng có các trường hợp tương tự. Carter, để giải quyết tình trạng đình trệ của Mỹ, đã bổ nhiệm chủ tịch Fed theo đường lối diều hâu là Volcker và đã thất bại trong cuộc bầu cử Mỹ. Schroeder, để vực dậy ngành công nghiệp Đức, đã cắt giảm mạnh phúc lợi xã hội và cuối cùng bị thất dụng. Biden, để thúc đẩy chiến lược liên kết châu Âu nhằm kiềm chế Trung Quốc, đã chấp nhận lạm phát tăng cao để khơi mào cuộc chiến Nga-Ukraine, hy sinh sự nghiệp chính trị của mình. Đứng từ góc nhìn của Trung Quốc, Biden là kẻ thù nguy hiểm nhất. Đứng từ góc nhìn của Mỹ, Biden là một nhà lãnh đạo có nhiều thành tựu. Việc Biden nghỉ hưu phần lớn là kết quả của sự vận động chung giữa giới tài phiệt Do Thái ở Mỹ và Pelosi. Khi xung đột giữa Israel và Palestine nổ ra, Biden đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu quá thiên vị Israel, ông sẽ làm mất lòng cử tri Hồi giáo. Với hàng triệu người Hồi giáo đang sống ở các bang chiến trường của Mỹ, họ là yếu tố quyết định kết quả bầu cử. Nếu như mà quá thiên vị Palestine, ông sẽ mất lòng giới tài phiệt Do Thái ở Mỹ. Họ là nhà tài trợ lớn nhất của Đảng Dân Chủ, nắm giữ hàng triệu đô quỹ vận động bầu cử. Để cân bằng, Biden vừa cung cấp tên lửa phòng không cho Israel để tự vệ, vừa giữ lại các lô vũ khí hàng không hạng nặng dùng cho tấn công. Hành động này tuy giảm thiểu thương vong dân thường ở Gaza, nhưng lại gây phẫn nộ mạnh mẽ từ lực lượng thân Do Thái ở Mỹ. Từ tháng 4 trở đi, các phương tiện truyền thông cánh tả do giới tài phiệt Do Thái ở Mỹ kiểm soát đã liên tục chỉ trích Biden, làm giảm mạnh tỷ lệ ủng hộ của ông. So sánh với các phương tiện truyền thông cánh hữu như là Fox, cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa Biden và Trump gần như là bằng nhau, nằm trong phạm vi sai số. Còn cuộc thăm dò của CNN, một phương tiện truyền thông cánh tả, thì Biden và Trump chênh lệch tới 6%. Vì vậy, có thể nói phần lớn dữ liệu thăm dò dư luận ở Mỹ đều bị thao túng, có mục đích chính trị rất rõ ràng. Cuối tháng 6, màn thể hiện tồi tệ của Biden trong cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đã tạo ra cơ hội cho giới tài phiệt Do Thái gia tăng sức ép, khiến cho các phương tiện truyền thông cánh tả đồng loạt chỉ trích Biden và yêu cầu Đảng Dân Chủ thay người. Không những vậy, giới tài phiệt Do Thái còn giữ lại quỹ vận động tranh cử của Biden để trả đũa việc ông giữ lại vũ khí của Israel. Đầu tháng 7, quỹ vận động tranh cử của Biden cũng dần cạn kiệt, buộc ông phải hủy kế hoạch quảng cáo ở nhiều bang. Ngược lại, Trump do hứa bảo vệ lợi ích của Israel sau khi nhậm chức đã nhận được sự ủng hộ từ giới tài phiệt Do Thái. Thậm chí các tỷ phú ở thung lũng Silicon và phố Wall cũng quyên góp cho Trump. Nếu chỉ dựa vào giới tài phiệt Do Thái, rất khó để buộc Biden từ bỏ cuộc đua. Dù sao, ông cũng đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng. Theo quy định, ông hoàn toàn có khả năng tranh cử đến cùng. Chiến lược ban đầu của ông là kéo dài đến giữa tháng 8 khi Đại hội Dân Chủ diễn ra. Khi mọi thứ đã an bài thì các lãnh đạo đảng cũng chỉ có thể đề cử ông. Nhưng một cựu thành viên khác của Đảng Dân Chủ cũng tham gia vào hàng ngũ khuyên răn. Đó chính là đồng minh cũ của Biden, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Dưới sự ám chỉ của Pelosi, các nghị sĩ Dân Chủ lần lượt lên tiếng yêu cầu Biden từ bỏ cuộc đua. Mặc dù Mỹ có chế độ tam quyền phân lập, quốc hội và chính phủ độc lập với nhau, nhưng các nghị sĩ quốc hội có ảnh hưởng lớn đến dư luận. Nhiều nghị sĩ phản đối Biden tái tranh cử chắc chắn sẽ làm suy yếu tỷ lệ ủng hộ của ông. Trong tình huống này, việc Biden tiếp tục tranh cử trở nên vô nghĩa, thậm chí sẽ để lại vết nhơ trong sự nghiệp chính trị của mình. Tại sao Pelosi lại khuyên Biden từ bỏ cuộc đua?
vì điều này mang lại lợi ích chắc chắn cho bà. Thứ nhất, Phó Tổng thống của Biden, Kamala Harris, cũng thuộc phe California như là Pelosi. Nếu Harris thắng cử Tổng thống, Pelosi sẽ có công lớn và dễ dàng trong việc làm việc với Nhà Trắng. Thứ hai, nếu Harris lên nắm quyền và thăm dò dư luận cho thấy Trump vẫn có ưu thế, chiến lược tranh cử của Đảng Dân Chủ sẽ chuyển từ bảo vệ cuộc bầu cử Tổng thống sang bảo vệ cuộc bầu cử Quốc hội. Khi đó, phần lớn quỹ vận động tranh cử sẽ đổ về nhóm nghị sĩ. Điều này có thể tăng cơ hội giành lại Hạ viện của Đảng Dân Chủ. Mặt khác, nếu Trump thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, Đảng Dân Chủ sẽ mất Thượng viện và giành lại Hạ viện. Pelosi sẽ trở thành lãnh đạo thực tế của Đảng Dân Chủ. Vị thế của bà sẽ vượt lên trên cả Clinton và Obama. Giữa Biden và Harris, vợ chồng Clinton không có sự thiên vị rõ ràng. Vì cả Biden và Harris đều thiếu mối quan hệ trong giới kinh tế, cần sự giúp đỡ của vợ chồng Clinton để giải quyết các vấn đề tài chính. Sau khi Biden từ bỏ cuộc đua, vợ chồng Clinton lập tức bày tỏ sự ủng hộ Harris. Vì Harris tiếp tục thỏa thuận mà Biden đã đạt được với vợ chồng Clinton, cho phép Yellen tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ tiếp theo, với điều kiện bà thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Mặt khác, sau khi Trump bị ám sát hụt, Biden đã chuẩn bị tinh thần để từ bỏ cuộc đua. Dù vẫn giữ lại vũ khí của Israel nhằm thu hút cử tri ở các bang dao động, nhưng Đảng Dân Chủ cần thay Biden để làm hài lòng giới tài phiệt Do Thái. Lý do chậm công bố một tuần là do Biden cần đàm phán với Harris về cách sắp xếp nhân sự. Biden hy vọng sau khi từ chức vẫn có thể phát huy vai trò trong lĩnh vực ngoại giao và Harris không có lý do gì để từ chối. Một mặt, bà không giỏi ngoại giao, tốt hơn là giao cho người có chuyên môn đảm nhiệm. Mặt khác, Harris cần Biden vận động bầu cử cho mình vì Biden có sức mạnh chính trị lớn, có thể thu phục được phần lớn công đoàn ở Mỹ. Điều này rất quan trọng để thu hút cử tri lao động xanh ở Rust Belt. Nếu không có sự ủng hộ của Biden, Harris gần như không có cơ hội để thắng. Theo thỏa thuận giữa hai bên, nếu Harris đắc cử, nhóm của Biden vẫn có thể tham gia vào việc xây dựng chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong đội ngũ ngoại giao của Biden, Blinken và Sullivan đóng vai trò khác nhau. Blinken là tâm phúc của Biden, nhưng Sullivan ban đầu là phụ tá của Hillary. Trong các vấn đề châu Âu, cả hai không có sự khác biệt lớn. Nhưng trong các vấn đề Trung Đông, Sullivan chủ trương khởi động đàm phán hiệp định hạt nhân Iran. Còn Blinken ủng hộ kế hoạch hiệp định an ninh Mỹ-Saudi do Biden đề xuất. Trong chính sách đối với Trung Quốc, Sullivan có quan điểm diều hâu hơn là Blinken. Ông ủng hộ chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương, cố gắng xây dựng vòng vây quân sự chống lại Trung Quốc. Blinken thì chủ trương cạnh tranh có quản lý, cho rằng nên kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc mà không gây chiến tranh. Nếu Harris đắc cử, vị trí của Blinken và Sullivan có thể sẽ thay đổi. Bị ràng buộc bởi thân phận người gốc da màu và nữ giới, Harris khó có thể duy trì được vai trò diều hâu trong lĩnh vực ngoại giao. Bà cũng thiếu kinh nghiệm ngoại giao phong phú như là Biden, không thể phân biệt được lời khuyên của phụ tá nào là tốt nhất. Điều này có thể dẫn đến việc tranh giành quyền lực của những người dưới quyền, ảnh hưởng đến sự liên tục trong chính sách. Ngược lại, trong giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ, Obama là người ủng hộ Harris muộn nhất vì trước đó hai bên chưa thỏa thuận xong về nhân sự. Lý do Obama vẫn giữ được sức mạnh chính trị lớn sau khi rời nhiệm sở là nhờ sự ủng hộ của 40 triệu cử tri da đen. Ông có thể kêu gọi người da đen bầu cử cho ứng cử viên mà ông tin tưởng. Tuy nhiên, bản thân Harris có lợi thế chồng chéo với Obama, không phụ thuộc nhiều vào sự ủng hộ của Obama. Quan trọng hơn, Harris xuất thân từ lĩnh vực pháp lý. Bà rất muốn bố trí người của mình làm bộ trưởng tư pháp để phát huy được chuyên môn. Nếu các thành viên nội các đều do các phe phái khác chỉ định, bà sẽ không có quyền lực thực sự. Về vấn đề nhân sự, giữa Harris và Obama xuất hiện xung đột lợi ích. Sau khi Biden đắc cử, Obama đã khóa được hai vị trí quan trọng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Tư pháp, bố trí người thân cận của mình là Merrick Garland đảm nhận. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền lực rất lớn, có thể chỉ huy FBI. Trong vài năm qua, Trump luôn bị Đảng Dân Chủ truy đuổi, đầu tiên là việc bị đột kích tại khu nghỉ dưỡng, sau đó là các vụ kiện hình sự, tất cả đều có sự chỉ đạo của Obama. Rốt cuộc, Trump sau khi nhậm chức đã lật đổ hầu hết các chính sách của Obama, khiến nỗ lực của ông trong 8 năm cầm quyền trở nên vô nghĩa. Obama có thể nói là rất căm ghét Trump
tìm mọi cách để lật đổ Trump. Mặc dù Harris được Obama và Pelosi giới thiệu vào 4 năm trước, nhưng nếu để trở thành tổng thống trong tương lai, Harris chắc chắn không muốn trở thành bù nhìn. Vì vậy, bà rất khát khao có người của mình giữ chức Bộ trưởng Tư pháp. Trong bối cảnh hầu hết các lãnh đạo đảng Dân Chủ đều đứng về phía Harris, Obama buộc phải nhượng bộ, không còn kiên quyết với quyền đề cử Bộ trưởng Tư pháp. Trong chiến dịch lật đổ Biden này, mặc dù Obama không công khai ra mặt, nhưng ông đã ngầm đồng ý cho Pelosi và giới tài phiệt Do Thái hợp sức lật đổ Biden. Obama ban đầu dự định như 4 năm trước, ủng hộ người của mình trở thành ứng cử viên tổng thống, lấy lá phiếu của người da đen làm con bài, nhằm đạt được sự bố trí nhân sự có lợi hơn. Không ngờ Biden nhanh chân hơn đã thỏa thuận xong với Harris. Sau khi từ bỏ cuộc đua, ông nhanh chóng ủng hộ Harris, củng cố vị thế của bà là ứng cử viên. Obama lần này tính toán sai lầm, ảnh hưởng của ông đối với Nhà Trắng có thể bị giảm bớt. Đây cũng là một cách Biden trả đũa ông. Obama miệng thì gọi Biden là anh em, nhưng lại âm thầm đâm sau lưng. Mối quan hệ giữa các nhân vật lớn của Đảng Dân Chủ luôn rất tế nhị, nhưng hiếm khi có ai công khai xé rách mặt, cố gắng tạo ra một bầu không khí đoàn kết. Tuy nhiên, sau lưng họ lại tung ra đủ loại tin đồn như một cách để tạo áp lực. Sau khi Biden rút lui, Obama ám chỉ với truyền thông rằng ông hy vọng tìm được ứng cử viên tổng thống mới thông qua bầu cử nội bộ, thực chất là đang nhắc nhở Harris cố gắng khiến cho bà nhượng bộ. Ai ngờ Harris giữ thái độ cứng rắn. Cuối cùng, Obama chỉ còn cách miễn cưỡng ủng hộ bà tranh cử. Có lẽ giờ ông đang rất hối hận. Nếu biết trước như vậy thì cứ để Biden tiếp tục, có thể sẽ giữ được quyền đề cử Bộ trưởng Tư pháp. Đối với Đảng Dân Chủ, để Harris kế nhiệm là giải pháp tốt nhất hiện tại. Việc thay đổi ứng cử viên tổng thống như việc thay đổi người thừa kế trong cổ đại không chỉ đơn giản là thay người mà còn liên quan đến chuỗi lợi ích khổng lồ phía sau ứng cử viên. Nhiều nhà tài trợ ban đầu ủng hộ Biden đã đạt được các thỏa thuận bí mật. Nếu thay đổi người vào phút chót, các thỏa thuận này liệu có được thực hiện không? Bao gồm các thỏa thuận ngoại giao mà Mỹ đang đàm phán với các nước khác, cũng cần có sự ổn định và liên tục trong dự án ngoại giao để tiếp tục thúc đẩy. Harris là người duy nhất có thể kế thừa chính sách của Biden, ngay cả khi có ứng cử viên được yêu thích hơn, Đảng Dân Chủ cũng chỉ có thể tiếp tục ủng hộ bà. Nếu Harris đắc cử, bà ấy sẽ có 3 thái thượng hoàng chiến đấu. Giả sử Harris thắng cử Tổng thống Mỹ, bà có thể trở thành Tổng thống yếu thế nhất trong vài thập kỷ gần đây của nước Mỹ. Nếu nói Đảng Cộng Hòa tương tự như chế độ quân chủ, thì Đảng Dân Chủ giống như là chế độ tập trung. Vấn đề lớn nhất của Đảng Dân Chủ chính là các cựu Tổng thống thích can thiệp vào chính quyền, cài cắm người của mình vào Nhà Trắng, tạo nên một chính phủ bù nhìn. Trong thời kỳ Biden cầm quyền, vợ chồng Clinton và Obama đóng vai trò như các thái thượng hoàng, thành lập một nội các thứ hai tại Washington. Nếu Harris đắc cử, dự kiến Biden cũng sẽ áp dụng chiến lược tương tự, kiểm soát bố trí nhân sự trong chính phủ mới. Khi đó, quyền lực của Nhà Trắng có thể sẽ bị chia đều cho 4 bên. Vợ chồng Clinton kiểm soát tài chính, Biden kiểm soát ngoại giao, Obama kiểm soát quốc phòng, còn Harris thì kiểm soát tư pháp. Harris tuy là tổng thống nhưng lại có đến 3 thái thượng hoàng trên đầu, tương đương với nửa bù nhìn. So với Harris, Biden tuy đã lớn tuổi nhưng trong thời gian cầm quyền vẫn nắm giữ khá nhiều quyền lực. Là một chính trị gia kỳ cựu, lý do Obama để Biden làm phó tổng thống năm 2008 là do khả năng ngoại giao và mối quan hệ trong quốc hội của ông. Biden duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa như là McCain và Romney, giúp ông có được lợi thế trong việc thúc đẩy các dự luật lưỡng đảng. Với hơn 30 năm làm thượng nghị sĩ và 8 năm làm phó tổng thống, Biden đã xây dựng được một mạng lưới quan chức tài năng rộng lớn, giúp ông có nhiều lựa chọn khi thành lập nội các. Ngược lại, Harris không có những mối quan hệ liên bang tương tự vì bà chủ yếu hoạt động ở California. Biden chọn Harris làm phó tổng thống đơn giản vì bà đã mang lại lợi thế về chủng tộc và giới tính. Nhưng sau khi nhậm chức, Biden không để Harris tiếp cận các vấn đề cốt lõi, khiến cho bà mất đi cơ hội rèn luyện và phô diễn khả năng. Dù Harris có toàn quyền thành lập nội các, bà cũng khó mà tìm được đủ người để phù hợp trong thời gian ngắn. Cuối cùng thì vẫn phải dựa vào các cộng sự cũ của Biden. Theo kế hoạch ban đầu, nếu Biden tái đắc cử, ông sẽ có thêm tiếng nói trong việc bổ nhiệm nhân sự.
ít nhất là thay đổi một nửa số thành viên nội các thành các thành viên của mình. Thực tế, chính sách kinh tế của Biden không phải là xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển, mà là tăng thuế, chính sách công nghiệp và chống độc quyền. Khác với chính sách phúc lợi của Obama, Biden ủng hộ chủ nghĩa tiến bộ của Franklin D. Roosevelt. Khi Biden làm phó tổng thống, ông rất tán thành chính sách công nghiệp của Trung Quốc. Sau khi đắc cử tổng thống, ông cũng thử nghiệm trợ cấp công nghiệp cho Mỹ. Trong 2 năm đầu tiên của nhiệm kỳ, ông đã thúc đẩy đạo luật giảm lạm phát và đạo luật chips và khoa học, hỗ trợ sự phát triển của năng lượng sạch và ngành công nghiệp bán dẫn. Để thực hiện trợ cấp công nghiệp, cần có vốn. Vì vậy, Biden chủ trương tăng thuế đối với người giàu để giải quyết thâm hụt ngân sách của Mỹ. Ngoài ra, đội ngũ của Biden nhận thấy rằng nước Mỹ hiện tại tương tự như là thời kỳ mạ vàng. Các tập đoàn độc quyền ngày càng lớn mạnh, làm suy yếu khả năng cạnh tranh của xã hội. Họ đưa ra quan điểm, độc quyền không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề xã hội. Việc các công ty lớn chiếm giữ dữ liệu và kiểm soát dư luận đã cấu thành tội ác. Theo quan điểm của đội ngũ Biden, các gã khổng lồ công nghệ ở thung lũng Silicon nên bị tách ra và hạn chế việc sáp nhập vào các doanh nghiệp lớn. Biden cũng đã hấp thụ một số chính sách kinh tế của Trump, bảo vệ ngành công nghiệp trong nước thông qua thuế quan. Nhưng Biden không đồng ý với phương án đưa sản xuất trở lại Mỹ vì chi phí lao động ở Mỹ quá cao, khiến chính sách này không thể thực hiện được. Biden chủ trương chuyển dịch sản xuất tới các nước bạn, tức là chuyển đổi chuỗi cung ứng toàn cầu từ Trung Quốc sang các nước đồng minh của Mỹ, vừa làm suy yếu đối thủ cạnh tranh, vừa tránh lạm phát mất kiểm soát. So với Harris, Biden có một chương trình điều hành quốc gia hoàn chỉnh. Điều này giải thích tại sao ông được sự ủng hộ từ cử tri trước đây. Biden đã trải qua từ thời kỳ chiến tranh lạnh đến nay, từ lúc Mỹ suy thoái, rồi phục hồi, rồi lại suy thoái, nên ông có những hiểu biết độc đáo về việc điều hành, đặc biệt là chú trọng đến lợi ích của tầng lớp trung lưu. Ngoài ra, Biden tin rằng những việc chuyên môn nên giao cho những người có chuyên môn thực hiện. Ông hiếm khi can thiệp vào việc thực thi cụ thể các chính sách kinh tế để cấp dưới có đủ không gian để phát huy, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với Trump, người thích chỉ đạo mọi thứ. Phong cách lãnh đạo khác nhau dẫn đến tỷ lệ thôi việc trong đội ngũ của Biden thấp hơn nhiều so với đội ngũ của Trump. Từ góc độ bầu cử, Harris không có nhiều ưu thế hơn so với Biden. Một số ưu thế của Harris có thể kể đến như là bà là phụ nữ, có thể sử dụng quyền phá thai để chỉ trích Trump mạnh mẽ, thu hút phiếu bầu của các nữ cử tri trẻ. Harris từng là công tố viên, đảng Dân Chủ có thể xây dựng hình ảnh công tố viên đối đầu với tội phạm khi đối đầu với Trump. Mặt khác, Trump luôn tấn công Biden vì ông già yếu, nhưng khi Harris, người trẻ hơn, thay thế, Trump lại trở thành ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Điều này có thể phản tác dụng. Mặc dù Harris có cả gốc gác người da đen và người Ấn, nhưng nhờ sự ủng hộ của Obama, tỷ lệ ủng hộ từ người da đen đã vượt quá 90%, không còn nhiều không gian để tăng thêm, nên ưu thế này vẫn không rõ ràng. Tuy nhiên, Harris cũng có nhiều điểm yếu so với Biden. Biden có thể huy động hầu hết các công đoàn của Mỹ, thu hút phiếu bầu của công nhân vùng Rust Belt. Đây là chìa khóa để chiến thắng các bang lao động. Ngay cả khi Biden kêu gọi các công đoàn ủng hộ Harris, sự ủng hộ này chắc chắn không thể bằng khi ông trực tiếp tranh cử. Thứ hai, với tư cách là một chính trị gia kỳ cựu, mối quan hệ của Biden trong giới chính trị vượt xa Harris. Ông có thể điều phối lợi ích giữa các phe phái khác nhau, đoàn kết phe tiến bộ của Đảng Dân Chủ và một phần của Đảng Cộng Hòa, trở thành lãnh đạo chung của phe phản đối Trump. Ví dụ, gia đình McCain của Đảng Cộng Hòa từng ủng hộ Biden. Đây là lý do quan trọng khiến cho bang Arizona chuyển sang màu xanh 4 năm trước. Quan trọng nhất, Biden là chính trị gia truyền thống của người da trắng, có thể thu hút phiếu bầu từ các nam cử tri da trắng lớn tuổi. Năm 2016, Hillary thua cuộc ở các bang dao động vì không nhận được sự ủng hộ từ nam giới da trắng ở ngoại ô. Biden lớn lên ở vùng ngoại ô, có thể thu hút được phiếu bầu từ Trump ở các bang vùng Rust Belt. Nói tóm lại, mối quan hệ rộng rãi của Biden là điều mà Harris khó có thể sánh kịp, dù trong lĩnh vực đối nội hay đối ngoại. Ví dụ, Biden đã quen biết Thủ tướng Israel Netanyahu hơn 40 năm, hiểu rõ tính cách của ông ta. Khi xung đột giữa Israel và Palestine bùng phát, Biden có thể khiến cho Israel hoãn kế hoạch đưa quân, tạo ra thời gian cho Mỹ can thiệp quân sự, điều mà Harris khó có thể làm được. Với Netanyahu, khó có khả năng ông ta sẽ nể mặt Harris. Thực tế, nhiều lãnh đạo quốc gia sẵn sàng nghe theo Biden vì nhiều năm giao thiệp đã khiến cho họ tin tưởng rằng
Biden có khả năng thực hiện lời hứa của mình. Đối với Tổng thống Mỹ, năng lực là yếu tố phụ, mối quan hệ mới là yếu tố chính. Một Tổng thống xuất sắc phải có khả năng thu hút cử tri, làm việc với Quốc hội, điều phối lợi ích giữa các bộ trong chính phủ và huy động vốn cho các dự án của đội ngũ của mình để các thành viên nội các có thể làm việc hiệu quả. Khách quan mà nói, chính sách ngoại giao và kinh tế của Mỹ trong thời Biden có nhiều điểm đáng khen ngợi. Có 3 lĩnh vực mà Biden bị chỉ trích nhiều nhất. Đầu tiên là rút quân của Afghanistan gây hỗn loạn, lạm phát và vấn đề biên giới. Tuy nhiên, rút quân khỏi Afghanistan là việc Mỹ nên làm từ lâu. Obama và Trump đều không muốn chịu trách nhiệm về việc này nên không chịu rút quân, khiến cho Biden phải gánh vác. Lạm phát là vấn đề cấu trúc sau đại dịch, không liên quan đến chất lượng chính sách kinh tế. Hơn nữa, thu nhập của người Mỹ đã tăng nhanh hơn mức giá, làm giảm tác động của lạm phát. Vấn đề biên giới thực sự là trách nhiệm của chính phủ Biden. Nhưng đây là quyết định chung của Đảng Dân Chủ nhằm mở rộng phiếu bầu bằng cách thu hút thêm người nhập cư từ Mỹ Latin. Đảng Cộng Hòa chủ trương xây dựng biên giới giữa Mỹ và Mexico không chỉ ngăn chặn người nhập cư từ Mexico, mà còn để không ảnh hưởng đến dòng người Cuba nhập cư vào Florida. Người Cuba thường chống lại chính phủ của mình, là nguồn cử tri truyền thống của Đảng Cộng Hòa. Đây cũng là lý do Trump trừng phạt Cuba. Cử tri Mỹ mong muốn Đảng Dân Chủ thắt chặt chính sách nhập cư và Đảng Cộng Hòa chấp nhận trách nhiệm quốc tế. Hai đảng đạt được thỏa thuận về trần nợ công bởi những cuộc tranh cãi vô ích chỉ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia. Đó là những di sản chính trị mà Joe Biden đã để lại và những lý do thực sự khiến ông phải rời khỏi cuộc đua vào ghế Tổng thống Mỹ vào cuối năm 2024 này. Các bạn có suy nghĩ, quan điểm như thế nào về chủ đề này? Đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía bên dưới và bàn luận cùng Spider Room cũng như là các khán thính giả khác nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem trọn vẹn video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!